Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Có một ai đó từng nhận định rằng bí mật lớn nhất của thế giới này nằm ngay trong mỗi con người tưởng như rất bình thường. Chính chúng ta có lẽ cũng chưa hiểu hết về bản thân mình. Ngày hôm nay, những người thực hiện chương trình Bí mật Thế kỷ xin được giới thiệu một câu chuyện rất đặc biệt. Chân dung một trong những người phụ nữ bí ẩn nhất, có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến thế giới trong thế kỷ 20, nhà tiên tri Vanga. Người phụ nữ đó sinh vào đầu thế kỷ 20 tại Bulgaria và đã chứng kiến rất nhiều những thăng trầm, rất nhiều những sự kiện trọng đại. Bà đã từng gặp Hitler và đưa ra những lời tiên đoán làm tên trùm phát xít phải sa sầm mặt mày. Bà đã từng đưa ra lời nhận định bí ẩn về bi kịch của tàu ngầm nguyên tử Quốc hay về thảm họa ngày 11 tháng 9 của nước Mỹ, cũng như rất nhiều những sự kiện khác. Những lời nhận định đó xuất phát từ sự trùng hợp tình cờ, từ một năng lực siêu nhiên hay từ một điều bí mật lạ kỳ. Quả thật, đây là một trong những bí ẩn lớn nhất của thế kỷ 20. Chương trình Bí mật Thế kỷ, lời tiên tri của Vanga, phần 1 xin được bắt đầu. Ngày 13 tháng 8 năm 1996, ngôi làng nhỏ của đất nước Bulgaria bỗng trở nên đông đúc lạ thường. Cột thủy ngân của chiếc nhiệt kế chỉ tới 40 độ, đám đông tụ tập lên đến 15.000 người. Phóng viên của các hãng thông tấn báo chí đến để đưa tin trực tiếp về một sự kiện buồn. Bà Vanga đã qua đời. Trong suốt hơn nửa thế kỷ, hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đã đến đây để mong được bà Vanga giúp đỡ. Trong số các vị khách của người phụ nữ Bulgaria nổi tiếng này có cả các vị tổng thống, các vị nguyên thủ quốc gia, các phi hành gia, các nhà văn và các nhà khoa học. Bà Vanga có thể nhìn xuyên thấu cả quá khứ và tương lai của những người bà đã gặp. Bà đã từng tiên đoán được ngày bắt đầu của Thế chiến thứ hai, tiên đoán được cái chết của quốc vương Bulgaria Boris, tiên đoán được ngày Hồng quân Liên Xô tiến quân vào Tiệp Khắc, tiên đoán được vụ nổ Chernobyl và sự tan rã của Liên Xô cũ. Bà thậm chí còn tiên đoán được chiến thắng của Ensin ngay trước cuộc bầu cử và vụ đắm tàu ngầm Kursk. Cuộc sống nơi trần thế của Vanga kết thúc đúng vào ngày bà đã tiên đoán trước, và tên tuổi của Vanga vẫn mãi là một huyền thoại cho đến tận ngày hôm nay, mãi 10 năm sau khi bà qua đời. Lời tiên tri của Vanga, phần 1. Bà hãy nói đi, bà Vanga. Trước mắt bà lúc này là một bức tranh rất thật, đó là gương mặt của một người. Vâng, tôi thấy rất rõ, cho dù điều gì đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cũng không có ý nghĩa gì khác. Tôi thấy được tương lai của người này hay người kia thì cũng hệt như tôi đang xem cuốn phim quay từ đầu đến cuối về cuộc đời của một con người vậy. Năm 1974, trung bình mỗi ngày bà Vanga đón tiếp 120 người. Mỗi cuộc gặp gỡ đều khiến mọi người phải sửng sốt. Người ta không hiểu tại sao mà người phụ nữ nông dân nửa mùa này lại có được một khả năng kỳ lạ đến vậy. Ôi anh bạn vàng, chỉ vì tiền mà anh chịu bán mình như thế này à? Ta đọc được điều đó ngay khi anh bước vào căn phòng này. Cả đời anh cứ phải tích góp từng tí một, để rồi giờ thì anh lại mắc bệnh Parkinson. Này chàng trai trẻ, hãy nghe cho kỹ những điều ta nói đây. Không, cậu không đau đớn gì cả. Cậu không đau mà chỉ sợ hãi thôi. Hãy tới chỗ bác sĩ tâm lý để ông ta khám cho cậu. Sau đó hãy tắm nước nóng 20 lần, thế là bệnh sẽ khỏi thôi. Tháng 5 hãy quay lại đây và nhớ mang theo một món quà đấy. Giờ thì chào tạm biệt. Điều này cứ như trong chuyện cổ tích vậy. Khi đến, nhớ mang theo một miếng đường hoặc một chậu hoa để được nghe những lời tiên đoán về chính bạn và về những người thân của bạn. Miếng đường này là của đứa con thứ hai của tôi. Bà xem đi, nó rất sần sùi. Bà hãy cho cậu ta ăn ít sô-cô-la và đồ ngọt thôi. Những thứ đó không có lợi gì đâu. Tôi nghe nói cậu ta bị mắc bệnh béo phì phải không? Vâng, đúng như vậy. Nhưng cậu ta mới chỉ chớm bị béo phì thôi, không có gì đáng ngại cả. Hãy để bác sĩ khám cho cậu ta, bác sĩ sẽ giúp được. Rồi cậu ta sẽ khỏi ốm thôi, giờ thì tạm biệt. Bà Vanga
Krasimira, cháu gái của bà Vanga kể lại, tôi đã rất quen với chuyện này nên thấy nó cũng bình thường. Thậm chí tôi còn thấy lạ khi mọi người ngạc nhiên về khả năng của dì tôi. Mãi sau này khi lên 10 tuổi, tôi mới hiểu rằng dì tôi không giống như những người khác và vì thế dì luôn có nhiều khách như thế. Họ đến để được nói chuyện với dì ấy, dì luôn giúp đỡ họ. Mọi người đều cảm thấy hài lòng và rồi họ lại quay lại để tặng cho dì những món quà. Khi ấy chúng tôi mới hiểu rằng chúng tôi đang sống với một người kỳ lạ, một người không giống như những người bình thường khác, một người có khả năng phi thường. Vanga sinh ngày 30 tháng Giêng năm 1911 trong một gia đình nông dân nghèo. Ngay từ lúc mới lọt lòng, các ngón tay và ngón chân của cô bé rất yếu, mãi mà cô bé chẳng khóc được tiếng nào. Thậm chí người ta còn không dám chắc cô bé có sống nổi không. Thế rồi một lần, phải vài tháng sau khi ra đời, cô bé bỗng bật khóc rất to vào lúc nửa đêm. Bà của cô bé nói với người mẹ rằng bây giờ mới là lúc cô bé được sinh ra. Không ai nghĩ rằng cô bé sẽ trở thành một Nostradamus. Nostradamus có thể thấy được cả cỗ máy thời gian. Nostradamus có thể tiên đoán được trước sự việc. Có thể ông ấy vẫn chưa chết, có thể ông ấy vẫn đang sống ở đâu đó giữa chúng ta, nhưng ông ấy không phải là phụ nữ. Nói thế nào nhỉ? Đàn ông khác, đàn bà khác. Thị trấn Petera nằm cách thủ đô Sofia 200 km về phía nam của đất nước Bulgaria. Đây là một thị trấn nhỏ nằm sát biên giới với ba nước. Tại đây có cả người Bulgaria, người Hy Lạp và người Macedonia cùng sinh sống. Người dân ở đây nói bằng cả ba thứ tiếng. Vùng này còn lưu giữ được rất nhiều tập tục và tín ngưỡng khác nhau. Bà Vanga đã sống ở đây. Trong một thị trấn nhỏ thì tất cả mọi người đều biết nhau, tất cả đều là hàng xóm láng giềng của nhau. Một vài người sống trong số đó đã quen biết bà Vanga hàng chục năm. Một người hàng xóm kể lại, bà ấy là một bà chủ nhà tốt bụng và là người sạch sẽ. Mọi thứ bà ấy dùng đều phải sạch sẽ và thơm tho, thậm chí còn phải được rửa bằng nước hoa hồng, sạch đến mức tuyệt đối như vậy. Suốt buổi sáng chúng tôi ngồi chơi với nhau. Bà ấy thường hỏi tôi có muốn uống một chút rượu whisky không. Tôi trả lời là không. Mỗi ngày bà ấy thường uống một ly rượu nhỏ và nói là điều đó tốt cho tim. Bà ấy không chịu được bụi bẩn. Bà ấy quả đúng là một người có tâm hồn trong sạch. Trước kia, ngay trên cổng của căn nhà của bà Vanga có treo một tấm biển nhỏ có ghi dòng chữ gia đình kiểu mẫu. Nhưng giờ thì tất cả đã thay đổi, cho dù thị trấn nhỏ này vẫn luôn tự hào vì bà Vanga đã từng sống ở đây. Thêm nữa, khi Vanga còn sống, nếu bất kỳ ai giới thiệu rằng mình là người của thị trấn này thì nhất định người ta sẽ hỏi anh ta, bà Vanga sống ở đó có phải không? Làm thế nào để gặp được bà ấy? Chúng tôi thường đến chơi nhà bà ấy như những người hàng xóm thân thiết, chứ không phải là để bà ấy tiên đoán điều gì đó cho chúng tôi. Bà ấy thường mời chúng tôi đến nhà và chúng tôi đến đó, nhưng chẳng bao giờ phải xếp hàng để đợi đến lượt. Còn những người đến để xin ý kiến của bà ấy thì rất nhiều, 15, 20, 30 người. Tôi cũng không biết mỗi ngày bà ấy tiếp bao nhiêu người nữa. Điều đó phụ thuộc vào tâm trạng của bà ấy. Không ai dám tự tiện xông vào mà không theo thứ tự. Nếu ai đó cố chen lên để được vào trước thì bà ấy sẽ yêu cầu người đó ra ngoài và sẽ không bao giờ gặp người đó nữa. Hãy ngồi xuống và đưa cho tôi miếng đường, đưa cả mảnh giấy nữa. Bà từ đâu đến đây? Bà đến có việc gì? Ai ghi danh cho bà vào đây? Bà đến từ khi nào vậy? Tờ giấy ghi thứ tự đâu? Bà ra ngoài đi. Thế là thế nào? Bà định đánh lừa bà lão Vanga mù lòa này hay sao? Không ai dám làm thế với ta, không thể làm như thế được. Bây giờ đến lượt ai đây? Sao các người không đứng thành hàng thành lối? Danh sách đâu? Lần lượt gọi theo thứ tự nhé. Bà Vanga là một người khó tính, tất cả đều biết điều ấy. Bà không thể nhịn được khi ai đó định đánh lừa bà. Nếu có điều không hài lòng về ai đó, bà lập tức nói thẳng vào mặt người ấy. Bà không cho người nào được quay phim, chụp ảnh khi mình nói chuyện. Và mãi đến năm 1974, sau một thời gian dài được thuyết phục, Vanga mới đồng ý cho người ta quay bộ phim tài liệu đầu tiên về bà. Khi chúng tôi tới nhà, bà cùng với những người hàng xóm của bà đang ngồi đợi chúng tôi. Họ đón tiếp chúng tôi rất nồng nhiệt. Quả thật là chúng tôi đã phải chờ đến sự tác động của cấp trên thì bà ấy mới đồng ý cho quay phim. Bà Vanga đã coi chúng tôi hệt như những người bạn vong niên của bà. Điều này quả thật đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc. Khi chúng tôi bắt đầu quay những thước phim đầu tiên, thì đột nhiên Vanga hỏi, làm sao mà các anh quay được nếu máy quay không được mang đi sửa? Đạo diễn đã không thể hiểu hết được ngụ ý của bà, vì đoàn làm phim đã mang đến nhà bà Vanga những máy móc tốt nhất thời bấy giờ. Nhưng chỉ sau đó ít lâu, khi về đến thủ đô Sofia, thì cả đoàn làm phim mới biết rằng Vanga đã đúng.
Lần ấy, người phụ trách âm thanh gọi điện cho tôi bằng một giọng hết sức thất vọng. Tôi lập tức hiểu rằng có vấn đề gì đó liên quan đến tiếng động hiện trường của đoạn phim, nên đã hỏi anh ta, phim không có tiếng phải không? Anh ta trả lời, không, không có tí tiếng động nào cả. Thế là chúng tôi chẳng quay được gì trong lần gặp gỡ đầu tiên ấy. Mà trong lần gặp gỡ đó, Vanga đã nói chuyện với chúng tôi hết sức thoải mái. Đến lần thứ hai thì Vanga có lý do để nghi ngờ chuyên môn nghiệp vụ của chúng tôi. Đoạn làm phim lại quay trở lại gặp Vanga để quay những thước phim khác. Câu chuyện về những thước phim không có tiếng động mãi mãi vẫn là một điều bí ẩn. Rõ ràng là người phụ nữ nông thôn mù lòa và ít học, không thể nào phân biệt được những loại máy móc hiện đại nhất thời bấy giờ. Có lẽ bà đã cảm nhận được điều đó bằng thị giác đặc biệt ở bên trong cơ thể mình. Tôi nghĩ đó là đặc ân của Chúa Trời, vì vẫn có nhiều người, cả đàn ông lẫn đàn bà, không bị mù nhưng vẫn nhận được những đặc ân như thế. Có vẻ như những chuyện như thế chẳng liên quan đến nhau. Ngay cả việc trận bão cát mà bà ấy đã gặp, nghe nói đã có ảnh hưởng rất lớn đến bà, thì tôi cũng không cho là như vậy. Vanga mồ côi mẹ từ năm lên 4 tuổi. Cô bé lớn lên nhờ sự chăm sóc của những người hàng xóm. Cô bé thường tự nghĩ ra những trò chơi cho mình và rất thích chơi trò chữa bệnh. Chỉ có một trò chơi của cô là bố cô không thích. Vanga thích để ở ngoài phố hoặc ở trong nhà một vài đồ vật nào đó, rồi nhắm mắt lại và bắt đầu tìm kiếm bằng tai như một người mù. Năm 1923, cô bé Vanga 12 tuổi bị một trận vòi rồng cuốn đi cách ngôi làng cô đang ở 2 cây số. Mấy ngày sau, người ta tìm thấy cô đang rúm người lại vì hoảng sợ. Nhưng điều khủng khiếp hơn là bụi cát đã làm hỏng mắt của cô bé. Cô bị mù từ đó. Sau khi bị mù, dì Vanga bắt đầu nhìn thấy được những bức tranh. Thoạt đầu, bà không nói điều đó với những người thân của mình, mà chỉ nói đó là bà đã mơ thấy. Ví dụ, bà đã nói với bố mình rằng bà mơ thấy một con cừu trong đàn của ông sẽ bị mất, và ông sẽ tìm thấy nó ở chỗ này hay chỗ kia. Hoặc bà nói là bà đã mơ thấy ai đó bị bệnh, nhưng sẽ chữa được bằng cách này hay cách khác. Đây quả thật là những hình ảnh hiếm hoi. Lúc này đã là cuối ngày, bà không phải tiếp khách nữa mà còn lại một mình. Cho dù bị bệnh, nhưng Vanga vẫn tự tay làm những việc trong nhà, vẫn cố dọn dẹp, nấu nướng. Căn nhà của bà luôn mở rộng cửa để đón khách. Bà ấy biết làm mọi thứ, hẳn là Chúa đã cho bà khả năng đó. Từ áo len, áo di lê bà đều tự tay đan được, hệt như bà đã đọc được từ những cuốn sách dạy đan lát vậy. Trong nhà của Vanga đầy ắp những món quà. Từ khắp nơi trên thế giới, người ta mang đến tặng bà những con búp bê, những bức tượng và những món đồ lưu niệm. Con búp bê Nhật Bản này là Zaron Aristakov tặng tôi. Còn những con búp bê này được mang đến từ miền Bắc Bulgari. À không, từ miền Bắc nước Đức. Đó là món quà mà Chris Christopher tặng tôi. Một buổi chiều, bà lại thích sắp xếp lại những món đồ của mình. Thật là lạ, nhưng Vanga nhớ được hết ai đã tặng cho bà những món quà nào. Bà còn có một điều đặc biệt nữa mà chỉ có những người rất gần gũi với bà mới biết. Ngay cả khi về già, mà cái thóp trên đầu của bà vẫn mềm như một đứa trẻ mới sinh. Người em gái của Vanga kể lại, một lần khi tôi cắt tóc cho chị ấy nói với tôi rằng chị ấy thấy rất đau mỗi khi có ai đó chạm vào đầu của chị ấy. Tôi vén tóc chị ấy lên để chạm vào đó, thì thấy chỗ đó mềm hệt như thóp của một đứa trẻ sơ sinh vậy. Chị ấy cũng nhiều lần nói với tôi rằng chị ấy thấy mình giống như một cô bé 13 tuổi. Dì Vanga thích tất cả những món quà mà người ta thật tình tặng cho dì. Cho dù chỉ là một món quà rất nhỏ, thậm chí rất rẻ tiền, nhưng nếu người ta tặng dì ấy với tất cả tình cảm, thì đối với dì, món quà đó cũng là vô giá. Dì không thích những món quà mà người ta tặng với chủ tâm là để trả công cho mình. Dì ấy đoán biết được hết những điều ấy. Dì ấy không thích những món quà to và đắt tiền. Thường là dì ấy sẽ tìm ai đó để tặng lại món quà. Từ khắp mọi miền của đất nước Bulgari, người ta kéo đến gặp Vanga, cả những người nông dân, công nhân và những người lính. Nhiều người đã cố chờ đợi hàng tháng trời để được gặp bà. Thị trấn nhỏ bỗng trở thành một điểm du lịch thu hút khách. Người ta cho xây những khách sạn mới. Tất cả đều muốn được diện kiến Vanga.
Tin đồn về những lời tiên đoán kỳ lạ bay lên tận thủ đô Sofia. Những nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Bulgaria và các thành viên trong gia đình cũng muốn biết về số phận của mình. Cháu gái của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Bulgaria Tudor Zhivkov, bây giờ mới 12 tuổi, cũng chính là người đầu tiên được gặp Vanka. Bà kể lại, nếu nói về ấn tượng đầu tiên của tôi lúc đó thì đó là cảm giác hồi hộp, vì trước đó tôi chưa bao giờ được gặp một người có thể đoán biết tương lai. Vâng, cuộc gặp gỡ này đã để lại trong tôi những ấn tượng hết sức mạnh mẽ. Bà Vanka có vẻ như là một người rất kỳ lạ. Lúc đó bà đã là một người có tuổi, bà rất dễ mến và cũng rất khiêm nhường. Một người giữ trọng trách quan trọng của nhà nước như Tudor Zhivkov có lẽ chẳng bao giờ bận tâm đến những người như bà Vanka. Thế nhưng nhà tiên tri này lại kết bạn với con gái của ông là Ludmila. Khi đó Ludmila đang là cán bộ Bộ Văn hóa Bulgaria. Chính Ludmila là người đưa bố của mình đến gặp nhà tiên tri lừng danh Vanka. Ông tôi đã vài lần đến gặp bà Vanka. Đầu tiên, ông không tin vào những lời tiên đoán của bà. Tuy nhiên, ông vẫn tạo điều kiện tốt nhất để Vanka cảm thấy thoải mái khi sống ở Bulgaria. Bà Vanka được tiếp khách một cách chính thức. Ông tôi hiểu rằng bà Vanka đã làm được những điều tốt cho cả người Bulgaria và cả những người nước ngoài đến đây. Rằng những lời tiên đoán, những lời khuyên của Vanka có thể giúp ích được cho nhiều người bị bệnh. Có cả những vị khách cấp cao cũng tìm đến bà Vanka. Có giả thuyết cho rằng Vanka đã từng gặp cả Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev. Theo lời kể của Juna, thì khi bước vào phòng, Brezhnev đã cao giọng hỏi nhà tiên tri, bà có biết tôi là ai không? Vanka đáp lời, ông là nhà lãnh đạo cao nhất. Cuộc gặp gỡ không thành, có lẽ hai người chỉ nói chuyện được chừng 2 phút. Nhiều năm sau đó, trong số những người khách của bà Vanka, người ta thấy có cả những nhà lãnh đạo khác của Liên Xô. Những chính trị gia từng gặp gỡ Vanka đã kể nhiều chuyện với tôi. Nói chung, quan hệ của tôi đối với họ rất tốt, và vì thế họ cũng rất cởi mở. Họ hỏi tôi, Vanka thế nào? Rồi họ kể rằng, Vanka đã nói với họ điều này, điều kia, và quả thật là mọi chuyện sau đó xảy ra đúng như vậy. Vâng, có thể nói là nhiều nhà lãnh đạo cao cấp đã từng đến gặp Vanka. Vanka vẫn tiếp tục đón tiếp mọi người và bà không lấy tiền khi làm việc đó. Bà chỉ nhận những món quà lưu niệm mà người ta thật tình mang đến cho bà. Thế rồi số phận của bà đã được định đoạt từ chính thủ đô Sofia. Thế giới là vật chất. Lúc bấy giờ người ta không mấy quan tâm đến thế giới tâm linh. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của Bulgaria cũng hiểu rằng họ không thể ngăn dòng người đến gặp Vanka. Thế là có một người nào đó đã quyết định rằng nếu không ngăn được việc làm đó, thì tại sao không kiếm tiền bằng chính việc đó? Và rồi ngày 3 tháng 10 năm 1967, người ta đã tuyên bố Vanka là nhân viên của nhà nước. Cũng từ đó, Vanka chính thức được nhận lương hàng tháng với số tiền là 200 lev. Kể từ đó, giá vé vào gặp Vanka đối với công dân Bulgaria và công dân các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa là 10 lev, còn đối với nước ngoài là 50 đô la Mỹ. Người ta cử một số người làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự trước cổng nhà Vanka. Những người này còn chịu trách nhiệm đảm bảo cho bà được nghỉ ngơi tĩnh tại. Quầy thu vé vào gặp Vanka làm việc chính xác như một chiếc đồng hồ. Vài năm sau, năm 1981, bà Ludmila Zhivkova đột ngột qua đời. Vài năm sau khi mẹ tôi qua đời, bà Vanka có nói với tôi rằng bà ấy đã nhìn thấy cái chết của mẹ tôi, nhưng bà đã không nói điều đó với mẹ. Đơn giản là bà không thể làm được điều ấy. Vanka nói rằng bà không biết việc đó sẽ diễn ra như thế nào và vào thời điểm nào. Bà chỉ nhìn thấy cái chết của mẹ tôi mà thôi. Thêm nữa, trong những lần gặp gỡ sau khi mẹ tôi qua đời, Vanka thường có cảm giác được tiếp xúc với mẹ tôi. Thông qua Vanka, mẹ thường hỏi tôi về tình hình của những người thân, những người quen của chúng tôi. Что они делают, как у них дела.
Bà phát hiện ra mình có thể nghe và trò chuyện với giọng nói đặc biệt đó khi nào? Giọng nói ấy lúc nào cũng ở bên tôi, cả ngày hôm qua, ngày hôm nay và ngay cả lúc này. Tôi nghe thấy giọng nói đó lần đầu tiên ngay trước chiến tranh, đó là ngày thứ Bảy, mùng 5 tháng 4 năm 1941. Chúng tôi ngồi tập trung với nhau rất đông sau một bữa ăn trưa. Đúng lúc ấy giọng nói đó xuất hiện. Tôi thấy được nó bằng đôi mắt tâm linh của tôi. Tôi thấy rõ như anh đang nhìn thấy tôi lúc này. Một người tiến lại phía tôi rồi nói với tôi rằng người ấy là ai. Điều đó thì tôi không thể tiết lộ với anh được. Nói chung, người đó yêu cầu tôi lắng nghe những điều người ấy nói. Thí dụ như, ngày mai chiến tranh sẽ bắt đầu. Chính bà sẽ là người nói ai sẽ chết và ai sẽ sống sót. Ngày 6 tháng 4 năm 1941, chiến tranh bắt đầu nổ ra ở bán đảo Ban Căng. Hàng đoàn người kéo đến để gặp người phụ nữ có thể tiên đoán được ai trong số những người thân của họ sẽ trở về nguyên vẹn. Vanga đã tiên đoán xác ai là người còn sống trở về và ai sẽ chết. Mọi người tin bà một cách vô điều kiện. Trong cuộc chiến này, Bulgaria cùng phe với người Đức, còn Vanga thì nhiều lần nói rằng nước nào chống lại nước Nga thì sẽ chịu bại trận. Tin đồn về lời tiên tri của Vanga bay đến tai quốc vương Bulgaria Boris Đệ Tam. Tháng 8 năm 1942, quốc vương Bulgaria ghé thăm căn nhà tồi tàn của Vanga. Vanga nói với quốc vương rằng hãy nhớ lấy ngày 23 tháng 8. Bà nói với quốc vương, bệ hạ hãy cứ mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, nhưng hãy chuẩn bị tinh thần cho những chuyện chẳng lành. Quốc vương bối rối đến mức quên không nói lời cảm ơn Vanga, và đúng một năm sau, ngày 23 tháng 8 năm 1943, quốc vương Boris băng hà. Khả năng đặc biệt của Vanga chính là ở chỗ bà có thể dung ra được cây cầu nối hai thế giới. Chúng ta không thể liên lạc được với những người thân của chúng ta khi họ đã qua đời, những người sống ở thế giới tâm linh. Ngược lại, những người chết cũng không thể liên lạc được với những con người đang sống trong thế giới vật chất. Vì thế, nhiệm vụ của Vanga là làm chiếc cầu nối giữa hai thế giới đó. Đây cũng là khả năng đặc biệt nhất của bà. Nằm cách thị trấn Peter 10 cây số là ngôi làng nhỏ Rubita. Đây là một địa danh có 102. Đây là miệng một ngọn núi lửa đã tắt. Quanh đó có các nguồn nước khoáng tự nhiên. Vùng thung lũng này đã tạo cho ta cảm giác như đây hoàn toàn không phải là một công trình tự nhiên mà do những bàn tay khéo léo tạo nên. Có thể đó là nơi hạ cánh dành cho những chiếc đĩa bay của người ngoài hành tinh. Vanga đã sống 20 năm cuối đời ở ngôi làng nhỏ Rubita. Làng Rubita, ngày 14 tháng 10 năm 2005. Ngày này ở nước Nga, người ta kỷ niệm ngày Thánh Mẫu, còn ở Bulgaria là ngày lễ Thánh Peter, vị thánh của ngày thứ Sáu. Vào ngày này, mọi người gác tất cả công việc của mình sang một bên và cùng về vùng Rubita. Cư dân từ khắp các thành phố, thậm chí là cả người ở thủ đô Sofia cũng kéo về đây. Họ đều biết rằng họ phải có mặt ở đây trong ngày lễ này. Ngày lễ Thánh Peter là ngày lễ mà văn... Khoảng 10 giờ sáng, hàng ngàn người tập trung tại đây, cả người Thiên Chúa giáo lẫn người Hồi giáo, và cả những người chỉ tôn thờ một vị thánh duy nhất, nhà tiên tri Vanga. Phần lớn những người đến đây đều biết về bà, và họ xem như họ đang đến để dự lễ kỷ niệm ngày sinh nhật của bà. Mỗi người trong số họ đều có những câu chuyện riêng về Vanga. Tôi đến chỗ bà ấy vì việc của cậu em trai, chú ấy kém tôi 3 tuổi, chú ấy là giáo viên. Một lần vì vác một bao xi măng mà chú ấy đột ngột bị sụn lưng. Chú ấy đã đến gặp rất nhiều bác sĩ, kể cả bác sĩ chuyên khoa xương nhưng vẫn không chữa được. Một bác sĩ đã giới thiệu chúng tôi đến chỗ Vanga. Ông ấy nói ở đó có chuyên gia chữa được bệnh của chú em tôi. Ông ấy thậm chí còn ghi rõ địa chỉ nhà cho chúng tôi. Chúng tôi đã tìm đến nơi. Bà ấy chỉ bằng cách chạm vào người em trai tôi mà chữa được bệnh cho chú ấy. Đôi khi bên cạnh nguồn nước khoáng này, người ta có thể nghe thấy những chuyện lạ kỳ. Mẹ tôi bị đau đầu trong nhiều năm và đã đến gặp bà Vanga. Bà ấy nói với mẹ tôi thế này: bà chẳng có bệnh gì liên quan đến đầu và cuộc sống cả. Suốt 7 năm qua, trong người bà có một cây kim. Đó là một chiếc kim phẫu thuật. Mẹ tôi đã vào một bệnh viện lớn. Tại đó, người ta đã mổ và lấy ra từ cuộc sống của bà một cây kim. Vâng, cây kim đã nằm ở đó trong suốt 7 năm trời mà không một máy chụp, máy chiếu X-quang nào phát hiện thấy.
никто на сканерах и на рентгеновых снимках не замечал. Nhiều người đến Rubita để mong được gặp phép lạ. Họ tin rằng Vanga sẽ giúp họ cả sau khi bà đã qua đời. Trong ngày lễ này, cả thời tiết cũng có nhiều điều thần bí. Tôi biết rằng lúc này bà Vanga đang ở đâu đó phía trên chúng ta, vì mặt trời đang rọi xuống, lúc này chính là nhờ có Vanga. Thường thì sẽ có mưa rất to, cho đến tận 11 giờ, lúc bắt đầu nghi lễ. Sau đó đột nhiên trời sẽ trong xanh trở lại, và mặt trời sẽ tỏa ánh nắng rực rỡ. Đôi khi chỉ có nắng trong vòng một tiếng đồng hồ, khi buổi lễ chấm dứt là mưa lại tuôn xuống xối xả. Mười một giờ trưa, trong nhà thờ sẽ diễn ra buổi lễ chính thức. Trong buổi lễ này, những người gần gũi với Vanga trong những năm cuối đời nhất định sẽ lên phát biểu. Tất cả họ đều coi Vanga là người mẹ tinh thần của mình. Những thứ tưởng như rất đáng sợ và nguy hiểm thật ra lại không đáng sợ. Những thứ mà sự nguy hiểm và đáng sợ của nó không thể hiện ra bên ngoài mới đáng sợ. Nó có thể gây ra một điều gì đó nghiêm trọng làm xáo trộn cuộc sống của chúng ta. Hãy suy ngẫm về lời khuyên của Vanga cho cách sống của mỗi người. Chương trình Bí mật thế kỷ phần 2 sẽ tiếp tục được công chiếu trong tuần sau. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.